Cũng giờ sửa 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 anh đi thôi 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 không được, mình không thể béo một mình được, mình phải cho cả cái nhà này béo như mình. Chào mừng tất cả mọi người đến với Heavy và mình là Nagime. Đây, tất cả cái số này sẽ là sự trả thù của mình dành cho ngôi nhà này vì dám chê sự bồng bềnh của mình. Cuộc chơi thì rất đơn giản, mình sẽ đưa ra một đống thử thách, mỗi người sẽ có một thử thách và phải làm thử thách đó trong vòng 15 giây. Nếu làm được thì sẽ được một cái chai sữa, còn nếu không được thì phải đưa cho mình 100 ngàn. Làm sao thì mình cũng có lợi hết. Bây giờ thì thử thách bắt đầu. Rồi, đi theo mình nha. Nhỏ em phòng ăn trước đây ta. Mình coi bên này đi. Làm gì à? Ăn cơm. Lạnh không? Hết bệnh chưa? Còn sơ sơ. Rồi, em có trò này cho anh chơi nè. Bây giờ em sẽ có một cái thử thách. Nếu mà anh làm được nó trong vòng 15 giây thì em sẽ cho một ly trà sữa. Còn nếu không thì anh phải đưa cho em 100 ngàn. Không, chơi phụ đi anh mới chơi. Thử thách dễ lắm, thiệt thề. Ok, dễ. Chơi. Chơi nhanh lên mình. Ok. Vòng tay qua bụng, chạm vào đuôi. Đàng hoàng nha. Nè, tay này nè, được chưa? Từ từ, khoan khoan, em đếm. Từ từ, 15 giây. Nè, em bấm bắt đầu lại nha. Tay trái nè, nhìn tay trái nha. Không biết tay nào được cả. Đấy, nhìn nè. Đấy. Đi sao đâu? Chưa ba. Nè, bắt đầu. Cái này quá dễ đúng không em? Một cái gì? Cái em chứ. Đấy, chạm rồi. Ba. Rồi. Quay lại. Xong thì đây. Hết giờ rồi. Cái gì hết giờ anh? Anh chạm 3 lần rồi đấy. Anh biết anh đưa 100 ngàn. Này, dùng tay chạm. Anh đưa 100 ngàn. Ủa mắc cười chị quá, bây giờ 100 chị ăn của em thì 100 đấy em cũng nuôi được một đứa cơm. Em nuôi cha già, nuôi mẹ già, nuôi cả gia đình em mà. 1 hour later. Không đưa. Đưa. Em bảo một tay, hai tay mà trong kia có ghi một tay đâu, dùng một tay đâu. Nên là cái sao nữa? Đó là cái sự cái đầu không? Này. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Cho. Nè. Tôi có thể nữa. Em đùa anh đâu? Em đâu bao giờ nói dối anh chưa? Cái nhà này em chưa bao giờ nói dối ai nhá. Trời ơi, chết chưa? À và mình cảm ơn thầy trưởng của Nagime. Giao lực là phải giao lực cho kỹ. Tạ luôn rồi. Ok. Đi chơi, không chơi với anh nữa. Đi chỗ khác. Alo. Alo. Có ai đây không? Ủa, đông đủ quá ta. Cái gì? Em có trò chơi này anh ơi. Trò chơi kìa. Chơi. Chạy. Chơi là phải nguy hiểm. Bây giờ ở đây. Nè. Giờ em có thử thách ở đây. Nếu mà làm được cái thử thách đó trong vòng 15 giây á thì em cho một ly trà sữa. Ồ biết. Đó là người xa rồi. Còn nếu không làm được thì phải cho 100 ngàn. Rồi rồi rồi. Rồi rồi. Dễ. Thử thách dễ lắm. Rồi rồi rồi. Chơi đi. Không chơi thì nào mình đi. Hết. Thề. Bây giờ bóp thăm. Rồi vậy đây. Rồi cho vũ chơi dưới. Bóp đi. 100 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn. 100 ngàn. Đập bán. Quên rồi. Đập bán chữ cái tiếng Việt. Mọi người dạy. Quên chữ cái. 15. 15 giây. Trời ơi. Đập theo tận luôn hả? One hour later. Làm nhanh đi, anh chờ anh đưa em 100 ngàn á. Bà cầu.
Trời đổ lỗi. Trời ơi, đổ lỗi. Đi, thôi thì đưa đi. Sao tụi mày đây đâu nhở? Trời ơi, ngủ, ngủ. Trời ơi, ngủ đi. Trời ơi, ngủ đi. Trời ơi, ngủ đi. Trời mà. Lớn rồi. Ngủ không yên với trời. Trời ơi, lại. Trừng 100 ngàn. Đúng rồi. Mười lăm giây thì làm được cái gì? Em không biết anh làm này. Có đọc đọc bản kỷ cương không đấy? Có luôn. À, 2 x 1 = 2, 2 x 2 = 4. 2 x 3 thì sao nè? Thì em nói ngay là sao? 2 x 4 = 8, còn 2 x 5 = 10. Ủa mà là cho cái đi không cắn trong này đấy, nốt đi. Cắn mới được. Bạn may mắn lần sau. Này nhanh. Đi. Bắt đầu. Bắt đầu. 15 giây à? 15 giây nha. Ok. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, anh đừng mà. Anh, đừng anh, để đi anh. Anh ơi, anh sao vậy? Anh đừng im lặng, em sợ lắm. Thả. Hết 15 giây rồi. 15 giây anh mới thở. Rồi, trả sữa anh đâu? Rồi. Đây. 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 Chữa. Rồi, anh đi đây. Đây nha, anh đi uống chai sữa đây. Trời luôn. Trời luôn. Trời luôn. Luôn. Yeah. Uống hết một lon Coca. Wow. 15 giây nha. 15 giây á? Ừ. Được. Tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ dùng lại cho đến hơi thở cuối cùng. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Uống đi. À, sắp có tiền rồi. Cố lên. Nhanh lên. Hết giờ rồi. Ủa, gần hết. Tí nữa đi được. Ủa, nhà sữa ngon lắm. Tiền. Tiền gì? Trời, sao mà không trả tiền à? Tính tiền cả lon Coca bây giờ. Nhanh. Không. Nhanh. Không nữa. Ôi, chơi thì chịu đi em, lớn rồi mà. 50.000 nữa. Không, thế thôi. Không, trời. Không. Bị bò thế. Thế tiền rồi. Không quan tâm. Có nào dễ không? Có, dễ đẩy mà. Liếm cục chó. liếm cục chó đây hả? Dễ mà. Đâu mà liếm được. Đâu? Nhìn nè. Sao vậy nè? Đúng nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Liếm đâu tới trời? Bây giờ em, mới thiệt ra coi vậy. Liếm đi. Tại sao mày liếm? Em không biết, em không quan tâm. Tiền, tiền. Đó không được, đừng có. Tiền. Không tiền. Em không biết, anh đưa tiền em đi. Thôi, đưa tiền đi. Không tiền, đưa tiền đi. Anh không có tiền. Đưa tiền đi. Trời ơi. Anh tiền mẹ, bán cái điện thoại. Bán điện thoại. Đây là đắt hơn 100.000 nhiều. Cảm ơn nha. Đổi điện thoại luôn. Khi nào đưa tiền cho em thì em chuộc lại. Mày trả tiền 100.000 để chuộc lại cái điện thoại tao đi mày. Mất cái điện thoại. Bây giờ tao thua thì tao chịu chơi. Nó gài sẵn rồi mà. Bây giờ mày tự liếc vào chỗ tao xem nào. Liếc không tới. Bắn lấy tiền tao. Gài sẵn rồi còn gì mày nữa. Tiền đây nè. Nhanh lên để tao trả nó nào. Trao đổi nhanh lên. Trao đổi, đưa đây. Đi, tiền giao cháu Úc. Nhanh lên. Rồi, bấm đi. Ăn sâu trong vòng 30 giây. Đi ngón chân. Dài. Dùng dài nước đứng tả. 15 giây. 3, 2, 1, bắt đầu. Nope. Nope.
Một giây. 300 ngàn lâu chúng ta mất 300 ngàn còn đâu nữa. Mất 300 ngàn mà 2 ly trà sữa hết bao tiền? Không biết. Ngon quá. Trời ơi, cùng ly này chơi. Tôi ăn lỗ rồi, em lời thế còn gì nữa. 2 ly trà sữa mà đổi được 300 ngàn là em quá lời rồi còn gì nữa. Trời ơi, có tao đây rồi. Thôi chơi lại gỡ đi. Quá gỡ. Muốn chơi nữa không? Gỡ. Ăn hết một túi mật khô. Ôi, ôi, tao không bỏng. Ôi, ăn hết một túi mật khô. Được, được. Anh đưa, anh ăn cái cây lắm. Dễ, dễ. Được, cây này cây. Vậy. Siêu cây để ăn vào cho nó nóng nó bốc nha các cháu nhá. Ôi cái này sao ăn? Không. Ui. Quá dễ. Tao cho. Mày gấp lại mày bỏ miệng. Mày bỏ miệng luôn tao. Mày gấp tròn lại mày bỏ miệng là hết luôn. Ừ, kiểu vậy á. Ai? Mang quà gì kìa. Thôi, đi ra cho khác. Một, chơi. Action. Anh nghe lên bao giờ? Anh nghe lên bao giờ? Đây rồi, đây rồi. Năm giây cú ơi. Thôi rồi, em ơi. Thôi, mất tiền rồi. Mày chở ngay ngay. Quá dở. Mày gỡ đi, mày gỡ đi. Bây giờ không cho gỡ. Gỡ, gỡ cho, gỡ. Gỡ lại cho anh em nào. Anh bốc cho, anh may mắn lắm. Không. Anh bán cá cho các bạn. Ôi, thế là được, 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 được. Ba cá cho các bạn 15 giây á. Được. Bỏ anh chặt cái gì là con. Vậy nè, vậy nè. Vậy nè, vậy nè. Ngồi dưới đất ăn, giờ hết giường. Kiến nó cắn rồi. Một ly trà sữa đó cho. Từ từ. Vậy chưa? Anh em, đưa cho em ly trà sữa. Anh không nhìn đúng đâu. Mình tin ăn chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Một chai. 5 giây rồi. Gỡ, biết không? Đọc bản tủ chương thôi chứ. Dễ, phải, dễ lắm đi. Sao mà cắt gì vậy nhớ? Chơi, luôn. Ngồi xuống, nhìn cái này. Trời. 3, 2, 1, bắt đầu. 9, 9, 9, 8, 9, 3, 7, 9, 4, 3, 3, 9, 5, 5, 9, 6, 5, 4, 9, 7, 3, 9, 8, 9, 3, 9, 8, 9, 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 Chơi tiếp. Để tao gửi cho tụi bay. Không, tao gửi tiếp. Cầm ly cho. Nhưng mày nhắn lỗ. Đọc bản của chân số 7. Thôi bỏ. Bây giờ mẹ đi. Rồi chưa? Rồi chơi. 3, 2, 1, bắt đầu. 7, 1, 7, 7, 2, 14, 7, 3, 2, 1, 7, 4, 2, 8, 7, 5, 3, 5. Ok, anh. Bài. Rồi, bạn bốc đi. Trời. Kia anh không có mắt thường. Có mắt ăn chưa? Ăn hết bài trắng trộn. Ôi, dễ mà. Nhiều lắm đó. Em để em hãy. Trời ơi, trời. Cái này tăng 1 tiếng mới xong á. Tao là thấy 100 ngàn, một mất chát này 100 ngàn đó. Giả 100 ngàn này. 100 ngàn nó không mở ra. Hồi nãy lon coca 100 ngàn, giờ đến một viên trắng 100 ngàn đó. Thôi thôi, vậy 100 ngàn đi, 100 ngàn cái đôi 100 ngàn. Thôi mày bỏ 100 ngàn. Bắt đầu. Đó rồi. Vậy thì tươi tan của Hà đấy nhá. Đó rồi, đó rồi. Không phải bịch luôn, không uống luôn cái bịch luôn, không tin em giả bụng cho xem. Nó đang sồn sồn cái này nè nha. Bây giờ, trời chắc gì. Đi nào, đi đó. Ôi, chắc không. Thôi, thay đếp một cái cuối cùng. Bấm mẹ đi.
Rồi, bắt đầu. Không nhá anh. Này nhìn có vẻ dễ ăn này. Quay 5 vòng bịt mắt nó không nắp chai. Ui giời thế. Đâu nắp chai đâu. Sau một hồi cực kỳ vất vả thì mình đã có chí lợi phẩm là bao nhiêu đây? Còn mình bị mất mấy ly trà sữa luôn. Một ly có 30 ngàn. Có 15 ngàn. 10 ngàn. Đổi. Mọi người có thấy clip này hay không? Nếu thấy hay thì hãy cho bọn mình xin một like, một subscribe vào kênh Heavy và kênh của mình nha. Bây giờ thì thì tất cả mọi người đã bị dính kế hoạch của mình. Tất cả mọi người uống trà sữa và cả nhà này sẽ béo lên, mình còn được tiền nữa. Chết ghê á. Muốn mình sẽ làm thêm nhiều trò thế này để có nhiều tiền hơn. Đúng là làm giàu không khó mà.